với mong muốn giúp học sinh khối lớp 9 hệ thống kiến thức sẵn sàng cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10, nhóm học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang đã tự nghiên cứu xuất bản tập nội san môn học bằng bản đồ tư duy, một việc làm chưa từng có trong các nhà trường ở Hưng Yên. Cuốn nội san được đặt tên là Nguyệt Quế. Không có những bài viết về trường, về lớp, không có những mẩu chuyện cười thơ ca như thông thường. Thay vào đó, toàn bộ cuốn nội san là những kiến thức trong sách giáo khoa lớp 9 được hệ thống bằng các bản đồ tư duy và các câu hỏi bài tập cơ bản. Tác giả là 16 học sinh nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang. 16 bạn chia nhóm phụ trách biên tập nội dung của 9 môn học: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Sau mỗi buổi học, các nhóm lại cùng nhau bàn bạc nghiên cứu, sắp xếp kiến thức, thiết kế sơ đồ tư duy. Thầy cô giáo đóng vai trò cố vấn, góp ý, sửa chữa để hoàn thiện. Trước tiên chúng em sẽ vẽ ra một cái bản đồ bằng tay. Em sẽ cùng nhau chung tay làm trên phần mềm Canva Pro này. Và sau khi làm xong, bọn em sẽ nhờ thấy các thầy cô xem lại xem nó đã phù hợp chưa. Và phần các nhánh, các màu, phông chữ nó đã phù hợp với bản đồ tư duy hay chưa, rồi em sẽ xuất bản ra các số. Sự khác biệt của bản đồ tư duy trong nội san Nguyệt Quế đã được thiết kế bằng phần mềm Canva và phải đảm bảo nhiều nguyên tắc chặt chẽ, mang lại hiệu quả kích thích não bộ, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Em tuân thủ theo các quy tắc vẽ sơ đồ tư duy. Đầu tiên thì bọn em phải xác định được chủ đề, chia các nhánh ra, các nhánh đều nhau, có các hình ảnh minh họa nữa. Mới đầu thì bọn em cũng không biết, xong rồi là dần thì bọn em tìm hiểu trên mạng, xong rồi là hỏi các anh chị ở trong nhóm cộng đồng Canva nữa. Sau 2 tháng triển khai, đến nay đội san Nguyệt Quế xuất bản được 3 kỳ với 2 hình thức online và bản giấy. Những bản đồ tư duy môn học này không chỉ được thầy cô, phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Văn Giang hưởng ứng mà còn được nhiều học sinh trường khác đón nhận. Em cảm thấy nó ghi chép bài được đầy đủ hơn, nội dung cô đã dễ hiểu. Khi làm bài kiểm tra thì những cái nội dung chính mình đã vạch ra sẵn rồi, làm bài rất dễ. Em vẫn luôn luôn là mong các bạn ra thời điểm nhiều hơn để bọn em có thể cùng học và xây dựng bài với nhau một cách tốt nhất. Mình thấy đây là một cái tập san nó rất là hữu ích đối với học sinh trung học cơ sở, đặc biệt là trong cái thời gian này là các con đang phải hủy dịch. Khi có cái tập san này con hào hứng học hơn, học việc học của con hiệu quả hơn và cái điểm số của con cũng được cải thiện. Với niềm say mê của các bạn học sinh, sự tư vấn nhiệt tình của các thầy cô trường trung học cơ sở Văn Giang, nội san Nguyệt Quế sẽ mở rộng nội dung sang các khối lớp khác, trở thành bạn đồng hành với học sinh trên con đường chinh phục tri thức.